xin chào khán giả thân yêu của Vindoc. Nếu như chúng ta khoác lên mình một bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, thì những loài động vật sẽ mặc gì nhỉ? Không gì khác, đó chính là những bộ lông vô cùng đẹp sẽ khiến bạn mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng giữ ấm và đe dọa kẻ thù. Vậy đó là những bộ cánh xịn sò nào, thì ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá nhé! Top 13 loài động vật có bộ lông đẹp nhất thế giới. Chó Lhasa Apso. Trước kia, giống chó này được dùng để canh gác hoàng cung, các đền thờ ở thành phố Lhasa. Người ta tin rằng đây là loài vật đem lại may mắn cho chủ nhân. Đặc điểm nổi bật nhất chính là bộ lông kép, rậm thẳng và dài rũ xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể. Trông chúng không khác gì một cục bông di động, vô cùng đáng yêu. Màu sắc lông rất là đa dạng, từ những màu phổ biến như là vàng, kem, mật ong cho đến xám đen, xám khói. Hoặc sự pha trộn màu đẹp tự nhiên như là nâu đen đá, trắng đều rất là xinh đẹp. Với bộ lông đồ sộ như vậy, chắc chắn đòi hỏi chủ nhân cần phải gỡ cẩn thận tránh rối. Chú ý là cắt tỉa lông ngắn để dễ dàng chăm sóc nha. Ngoài ra những cún cưng này, chúng có cái đầu tròn ngộ nghĩnh với đôi mắt nhỏ đen láy hình oval, tối và sâu thấp thoáng sau đôi tai luôn rũ xuống. Hàm răng khá là đều, bốn chân ngắn, thẳng nhưng mà phủ trên đó là lớp lông rậm rạp. Các bạn hãy nhìn đi, cái bàn chân tròn nhìn giống như một bàn chân của chú mèo vậy. Ngoài ra, cái đuôi xoắn phía cuối và lúc nào cũng quặn qua lưng. Với bản tính thông minh, thân thiện và năng động, loài chó này là sự lựa chọn không tồi nếu bạn cân nhắc mua một vật cưng để bầu bạn nhé. Bò cao nguyên Scotland. Bò cao nguyên nổi bật với cái sừng và cái áo khoác dài lượn sóng màu đen, lốm đốm màu đỏ, màu vàng và chúng thường chủ yếu nuôi để lấy thịt. Có nguồn gốc từ cao nguyên và Tây Isles của Scotland. Chúng là một giống bò khỏe, một con bò đực có thể nặng tới 800 kg, còn bò cái nặng lên đến 500 kg. Sữa của chúng thường có hàm lượng mỡ rất là cao. Thịt của chúng được coi là có chất lượng vô cùng cao vì nó có rất là ít cholesterol. Các bạn hãy nhìn đi, bộ lông của chúng được xem là dài nhất của bất kỳ gia súc nào và giúp bảo vệ chúng khỏi mùa đông lạnh giá. Chó Komodo. Komodo là một giống chó truyền thống lâu đời và được xem là một báu vật của quốc gia Hungary. Tuy bề ngoài, chúng giống như chó lông xù hiền lành, nhưng mà thực sự chúng là giống chó hung dữ, dùng để cảnh giới và bảo vệ tài sản hiệu quả đấy. Đặc điểm nổi bật của những con chó này là bộ lông bùi nhùi khủng khiếp mà chúng phải khoác lên người. Vì thế mà chúng còn có tên gọi là chó rẻ lau. Chú chó này có chiều cao khoảng 65cm đến 90cm với cái đầu to, mõm ngắn, mũi đen, nặng trung bình từ 50 đến 60kg. Đặc trưng của giống chó này là bộ lông màu trắng tinh, dài khoảng 20 đến 27cm và rất là dày. Các bạn để ý nhé, những con chó trưởng thành sẽ có bộ lông được kết thành từng tua tự nhiên mềm và mịn như một chiếc áo khoác và có khi nặng đến cả 30kg. Bộ lông có tác dụng như một chiếc áo giáp giúp bảo vệ thân thể của chúng trước những cú tấn công của bầy chó sói. Tuy nhiên thì cái hàm răng sắc nhọn của loài sói chưa bao giờ có thể xuyên qua được lớp lông của chúng đâu. Ngựa Gisby. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chú ngựa nhỏ có lông ở chân chưa nhỉ? Chúng nổi tiếng là loài vật nhẹ nhàng này, hiền lành và dễ thuần phục. Chúng có lông và bờm mao dài từ đầu gối của chân trước và chân sau chạy xuống tận móng guốc. Lông của chúng có rất là nhiều màu sắc khác nhau, trong đó chủ yếu là hai màu đen và trắng. Tuy nhiên, đây cũng là một con ngựa vô cùng nhiều màu sắc đấy. Nó có thể là sắc trắng và hồng. Nếu như các bạn để ý thì cổ chân và móng ở chân sau có nhiều hơn là chân trước. Vì thế mà chú ngựa này thật sự rất là mạnh mẽ và thông minh. Kiều Rakka. Kiều Maya Rakka hay là Kiều Hungary Rakka là một giống kiều cổ xưa của Hungary. Loài kiều này có những đặc điểm như là trán phẳng này, sừng mũi lồi ra, trán rất là mỏng, được biết đến với cái sừng xoắn ốc khác thường và bộ lông dày đặc. Thông thường kiều đực có chiều cao vai là 72cm, trọng lượng từ 55 đến 75kg. Kiều cái thì nhỏ hơn, trung bình thì cao khoảng 66cm và nặng từ 35 đến 45kg mà thôi. Điều đặc biệt ở những con kiều này là những chiếc sừng xoắn nhô ra gần như thẳng lên từ đỉnh đầu. Và chiếc sừng này với chiều cao có thể lên tới 61cm. Ngoài ra thì loài kiều này được xem là loài vật nuôi phù hợp để lấy sữa này, len và lấy thịt. Gà lông xù Scarlet.
Loài gà này thì có xuất xứ từ Trung Quốc và được đưa đến châu Âu vào khoảng 200 năm trước. Chúng là loài có tuổi thọ khá là dài, sống được 9 năm trong cả môi trường khắc nghiệt nữa cơ. Loài gà này gây chú ý bởi bộ lông xù kỳ lạ, tất cả đều là lông tơ chứ không phải là lông vũ. Lông của chúng mềm như là lụa, phủ kín cả chân giống như là những con thú di động rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Hiện nay nhiều nơi đang nuôi loài gà này như là một con vật cưng bởi vẻ bắt mắt của chúng. Ngoài ra có một điều đặc biệt hơn nữa, đó chính là loài gà này có da và xương màu đen. Chính vì điều này làm cho chúng trở thành món ăn ngon ở các vùng Viễn Đông. Thịt gà lông lụa cũng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc vì nó chứa gấp đôi lượng carnitine, một chất chống lão hóa so với các loài thịt gà khác. Cừu mũi đen Valise. Các bạn có biết không, một loài cừu mũi đen có nguồn gốc từ Thụy Sĩ là loài cực kỳ hiếm, được xếp vào nhóm di sản. Với bộ lông có hai màu trắng đen xen kẽ, trong đó phần lông đen che toàn bộ khuôn mặt. Với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu và thu hút của mình, cừu mũi đen lập tức gây được sự chú ý và trở thành ngôi sao động vật trong khu vực, trở thành giống cừu được nhiều người nông dân yêu thích nhất. Và đây cũng là đặc điểm để gọi tên loài cừu này và khiến nhiều người lầm tưởng vẻ bề ngoài của chúng như những con thú bông đấy nha. Ngoài ra, lông cừu là loại sợi lông động vật được sử dụng rộng rãi để sản xuất len. Phần lông trắng dài, mềm, xoắn lọn như những sợi dây thừng là nguồn cung cấp len mỗi năm. Và đây là loài cừu núi có thể sống trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở các vùng núi cao, sườn đồi và dốc núi. Loài cừu này thường được chăn thả dọc theo các sườn núi cao. Gà Ba Lan. Gà Ba Lan là giống gà có nguồn gốc từ Hà Lan và chủ yếu phân bố ở một số quốc gia châu Âu. Vì có lông đầu rất là đẹp nên giống gà này thường được nuôi làm cảnh. Chúng có thể nặng từ 1,8 đến 2 kg. Điểm đáng chú ý của chúng là có chùm lông lớn ở trên đầu. Tuy nhiên, chính chùm lông này lại hạn chế tầm nhìn của chúng đấy. Ngày nay tại Mỹ có hơn 200 câu lạc bộ chuyên nuôi gà đầu xù và thường xuyên tham dự những cuộc thi gà đẹp hàng năm tại Texas. Có thể bạn chưa biết rằng người Mỹ từng sử dụng kỹ thuật ghép gen để tạo những con gà Ba Lan ngũ sắc hay là có màu rất là dài, hoặc có bộ lông vàng óng ả. Tuy nhiên, nét đẹp lạ lùng của giống gà này lại nằm ở chùm lông trên đầu chứ không phải là màu lông. Nói về đặc điểm của loài gà này thì chúng thường khá nhút nhát và dễ dàng sợ hãi. Vì thế chúng được nuôi làm cảnh, lấy trứng và lấy thịt. Màu lông của giống gà này cũng thường khá là đa dạng, từ đen, trắng, xám, đỏ tía. Các bạn thấy đấy, ngoài chó và mèo thì giờ có hẳn một con gà đẹp mỹ miều để chơi rồi nhé. Công Ấn Độ. Công Ấn Độ có bộ lông rực rỡ mọc ra từ lưng của mình. Phần lông này có chiều dài khoảng 1,5 mét, thậm chí còn dài hơn cả thân chim. Khi muốn khoe vẻ đẹp của mình, đầu tiên chúng nâng phần lông đuôi ngắn cũn phía trong trước, sau đó mới đến phần lông dài hơn và xòe ra thành hình cánh quạt. Lông đuôi của công bắt đầu mọc từ 2 năm tuổi nhưng mà phải đến 2 năm sau mới được phát triển hoàn thiện. Ngoài ra, lông chim còn có thể rụng và bay khắp nơi quanh năm. Khác với cá thể đực chỉ có cái lưng màu nâu cùng chiếc bụng trắng thì chim cái có nhiều màu sắc hơn, tuy lông của chúng không dài bằng bạn tình. Cả hai giống đều có chỏm lông trên đỉnh đầu và phần cổ mang sắc xanh đầu và cơ thể của công có chiều dài khoảng 1 mét. Loài công này có nguồn gốc từ đất nước của những tôn giáo linh thiêng, Ấn Độ, Sri Lanka và tập trung ở Nam Á. Ở các quốc gia khác, chúng được nuôi và giới thiệu trong những triển lãm, công viên, vườn thú, bảo tàng tự nhiên hoặc là làm vật nuôi tại nhà. Lạc đà Alpaca. Lạc đà Alpaca hay là lạc đà cừu là giống lạc đà xuất xứ từ Nam Mỹ, không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà chúng còn sở hữu giá trị thẩm mỹ cao. Chúng có vẻ đẹp nổi bật bởi bộ lông rất là mềm mịn và ấm áp. Do bộ lông dày, đẹp rất là giống với lông cừu nên một số nơi còn gọi chúng là lạc đà cừu. Loài lạc đà này thường sở hữu bộ lông chỉ có duy nhất một màu, tuy nhiên với mỗi con lại mang một màu lông khác nhau. Thông thường khi nuôi lạc đà cừu, người dân sẽ cắt lông của chúng vào mùa xuân. Mỗi lần cắt sẽ được từ khoảng 2,2 đến 4,5 kg lông đẹp. Loại lông này nếu dùng để làm áo khoác, làm khăn thì sẽ rất là đẹp, ấm và vô cùng sang trọng đấy. Nếu như bạn đang nuôi loài lạc đà này làm cảnh thì có thể thỏa sức sáng tạo và thể hiện gu thẩm mỹ bằng việc cắt tỉa lông theo những kiểu khác nhau đấy nha. Thỏ Angora. Loài thỏ Angora là một loài thỏ có bộ lông xù xí nhất thế giới nhưng mà trông rất là đáng yêu.
là tổ tiên của loài thỏ sư tử, từng được nuôi phổ biến trong gia đình hoàng gia quý tộc của Pháp. Tên gọi của loài thỏ này bắt nguồn từ thủ đô Ankara, trước đây được gọi là Angora của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng gây ấn tượng bởi bộ lông mềm, mượt và xù bông. Thậm chí chúng còn thường bị nhầm lẫn với một chiếc đệm bông đặc biệt đấy. Mặc dù không nhỏ nhắn như các loài thỏ khác, nhưng mà thỏ Angora cũng đẹp và đáng yêu không hề kém. Cũng giống như bất kỳ thú nuôi trong nhà nào khác, thỏ Angora rất là năng động, nghịch ngợm và cuốn lấy người. Chúng thích chơi đùa với những món đồ chơi như là bóng nhựa này, mẩu gỗ mềm, nón thông, găng tay hay là tất cũ. Khỉ sóc đầu trắng. Khỉ sóc đầu trắng là một loài khỉ nhỏ, chỉ nặng 0,5kg mà thôi. Chiều dài thân không tính phần đuôi là từ 21-26cm. Riêng cái đuôi có chiều dài khoảng 33-41cm. Cả khỉ đực và khỉ cái đều có vẻ bề ngoài rất là giống nhau. Hơn nữa, ngay cả trọng lượng và kích thước cơ thể cũng gần như là bằng nhau luôn. Điểm đặc biệt, chúng được phủ kín toàn thân bởi một lớp lông dày, ngoại trừ lòng bàn tay và bàn chân không có lông. Trên lưng bộ lông thì có màu nâu, còn phần dưới cánh tay và chân thì có màu vàng trắng. Mông và đùi bên trong cộng thêm cái đuôi có màu đỏ cam. Các bạn hãy nhìn đi, trên đầu của chúng bao gồm một chùm lông màu trắng mọc ngược ra sau và xõa xuống hai vai. Còn cái răng nanh dưới thì mọc dài hơn cả cái răng cửa. Có thể nói đây là một loài linh trưởng nhỏ nhất, chúng rất là dễ dàng được nhận ra bởi khuôn mặt khác lạ. Chúng được tìm thấy ở các khu vực rìa rừng nhiệt đới và rừng thứ sinh ở Tây Bắc Colombia. Các bạn sẽ rất thích thú khi nhìn thấy chúng dành cả ngày để tìm kiếm thức ăn rồi nghỉ ngơi và trải chuốt đấy. Vâng, các bạn cảm thấy chủ đề ngày hôm nay như thế nào ạ? Có đủ hay ho và hấp dẫn hay không thì hãy comment phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Và bây giờ thì đừng quên like, share, subscribe và nhấn nút cái chuông để theo dõi và ủng hộ Pin Talk. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.